Sản xuất tại Vương quốc Anh, nhập khẩu bởi Oriflame Việt Nam đã được Bộ Y tế kiểm định chất lượng và cho phép lưu hành. Omega 3 Oriflame bổ sung EPA và DHA, là các loại axit béo không no, giúp giảm mỡ máu. Tốt cho tim mạch, mắt, thần kinh, tiểu đường, tăng cường độ ẩm và hệ thống collagen giúp làm đẹp da, giải pháp tăng cường sức khỏe và phòng bệnh hữu hiệu. 1. DHA, được xưng tụng là não hoàng kim, trong não bộ của chúng ta DHA có thể chiếm tới 20% trọng lượng của não bộ, nhưng trong võng mạc mắt thì chúng có thể chiếm tới 50-60%, đây chính là thành phần tự nhiên hợp thành cùng với các axit béo trong não người. Một hợp chất quan trọng trong sự phát triển và nâng cao trí tuệ, DHA còn giúp làm chậm và ngăn chặn quá trình lão hóa của bộ não. Con người càng già thì hàm lượng DHA trong não bộ càng giảm, đối với thanh niên đang tuổi trưởng thành. DHA giúp duy trì sức khỏe, sự phát triển bình thường của tế bào thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ. Đặc biệt những người bị stress, người làm việc với áp lực công việc quá cao. Người lao động trí óc nhiều thì DHA được xem như một loại dinh dưỡng rất tốt cho não. Đối với trẻ em, DHA giúp phát triển thần kinh, hay EPA, còn gọi là thuốc thanh lọc máu. Các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, tác dụng chủ yếu của EPA là giúp tạo ra prostaglandin trong máu. Loại prostaglandin này có tác dụng ức chế sự đông vón tiểu cầu, giảm và phòng ngừa hình thành huyết khối. Đồng thời có thể giảm bớt lượng cholesterol, giảm bớt triglyceride trong máu làm giảm độ nhất dính của máu. Giữ cho tuần hoàn được thông thoáng, EPA còn tác dụng làm giảm tình trạng xơ vữa động mạch. Vì vậy EPA có tác dụng tốt đối với việc phòng ngừa và chữa trị các bệnh tim mạch do xơ vữa mạch. Chức năng chính omega 3 tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Cải thiện hoạt động não bộ và chức năng dẫn truyền, tốt cho thị lực, điều khiển hoạt động viêm nhiễm, tham gia cấu trúc tế bào, màng tế bào, giúp giảm mỡ máu, tốt cho tim mạch mắt, thần kinh, tăng cường độ ẩm và hệ thống collagen giúp làm đẹp da. Chúc các bạn có sức khỏe tốt với Omega 3 Oriflame.